Hello anh em, thì sẵn mình xin tổng kết lại một cái vấn đề khi mà mình mua xe cũ lại thì mình để ý tới những cái phần sau. Thật sự xe nó rất là đơn giản anh em, xe nó không có gì đâu có. Thì xe mình chia nó làm 3 phần. Thứ nhất là phần máy, là phần động cơ đó. Thứ hai là phần điện. Thứ ba là phần dàn chân, hệ thống treo đó. Thì một cái xe mà nó muốn hoạt động ở một cái hiệu quả tốt thì ít nhất giống như cái xe bán trong hãng ra, đó là những cái đồ trên xe đó là những cái đồ cơ bản đủ tiêu chuẩn dành cho con xe đó. Mọi thiết kế từ thắng cho tới vỏ xe nó đủ để cái độ bám đường cho cái vận hành, là từ tăng tốc cho tới hãm xe lại đó. Thì mình chỉ sau khi mà những cái phần hao mòn nó hư như vỏ xe, bố thắng, sinh nhông dĩa, thì mình và nhớt kể cả cái bình đó, những cái thứ trên xe nó là thứ cơ bản dành cho cái xe, đủ tiêu chuẩn cho xe đó. Thì lúc mình thay thì mình chỉ thay từ cái cấp đó trở lên, đừng bao giờ thay cấp dưới nó. Mình thấy xe mà hư điện, hư rò le, hư này kia, 100% là nằm ở thứ nhất là gắn cái bình không đúng, là cái bình tay ga. Cái thứ hai là có người can thiệp vào xe, có thể là gắn thêm thiết bị đèn xe và câu không có đúng à, và những người mở cái xe ra và ráp lại không đúng, rồi câu xử lý những cái tình huống trục trặc không đúng thì làm cho cái xe nó bị hư về phần điện à. Và nguyên nhân sâu xa đầu tiên nó là nằm ở cái bình. Rồi tiếp theo tới cái phần máy. phần máy đa số anh em rất là dễ đi nhớt, nghe nói nhớt này ngon, nhớt kia ngon, anh em thay nhớt rất là nhiều loại nhớt. Có nhiều người thì không có thay nhớt theo định kỳ, nghĩa là trung bình một nhớt hãng thì sẽ chạy được khoảng 1.500 cây đến 2.000 cây, từ 1.000 đến 2.000 cây đi nhớt hãng. Xe này nó có sâu đâu nè. Nhét đó chi ta? Cái đó là cái chai nhớt ở gắn boe, nó chạy nhớt xuống đó đó. Chất thải ở boe nó chạy xuống đó. Nó không biết chỗ gắn nên nó bó lại cục cái nhát ở đây nè. Gắn lại cho khách còn khờ đi. Rồi. Động cơ nhớt thì anh em chú ý cái nhớt của hãng xe. Người ta sẽ chọn những cái nhớt nó phù hợp cho con xe đó nhất. Ha. À. Và mình muốn thay nhớt thì hiện tại nó rất là nhiều dòng nhớt, nhưng cũng chia ra là nhớt của xe máy, nhớt của xe hơi và nhớt của mô tô. Nó vẫn là một ở cấp độ khác à. nhớt xe ô tô thì không thể nào thay cho mô tô, anh em để ý tới điều này. Tại vì nhớt mô tô là nhớt có nuôi ly hợp trong. À, nói vậy cũng không đúng ha, một số xe xài nồi khô thì xài chung nhớt ô tô được. À, anh em phải để ý gì nè. Đặc biệt của cái nhớt xe hơi nè, mình đổ qua tay ga được. Và một số xe nó có nồi khô thì nó về nhớt á, anh em phải để ý là nhớt những cái xe này là cái xe động cơ nuôi, nhớt nuôi cả ly hợp thì nó có cái chất gọi là nó là chống trượt à, nó có cái phụ gia đó để không có bị trượt cái nồi khi mà nhớt nó nuôi cái nồi. Thì nó có một cái nguyên lý như vậy, cái cấp nhớt mà nó cấp nhớt á, độ API á, càng cao thì á, cái độ bám của nồi á, nó càng dở đó. Cho nên á, thường cái cấp nhớt của xe mà nuôi ly hợp trong á, người ta chỉ giới hạn ở cái mức SL, giống như Motul 300V, một số nhớt khác đó, độ bôi trơn nó chỉ cấp nhất SL thôi. Nhưng mà nhớt ly quy á, nó lên tới cấp là SN Plus, thì họ công nghệ của họ có cái phụ gia để làm ở cấp nhất cao đó, nhưng vẫn bám cái nồi, nó vẫn bám được, nó không có bị trượt, nó cháy bố. Còn một số anh em thay những cái nhớt không có phù hợp vào, có thể là nhớt xe tay ga hay nhớt xe ô tô gì đó, chạy đầu tiên á, nó sẽ bị
cháy cái bố trước, tại vì nó trượt, nó không có độ bám, nó không độ bám nồi, nó trượt nó cháy. Anh em biết cháy thì nó sẽ ra những cái xà bần, những cái nồi nó ra bã bố nè, bã lá sắt nè, rồi nó tuần hoàn lên trên xe. Tại sao nó có lọc nhớt mà tuần hoàn được? Khi mà anh em chạy ở cái vòng tua thấp, cái áp lực nhớt nó sẽ qua cái lọc bằng giấy, nhưng mà tới cái vòng tua cao thì nó có một cái van bằng lò xo ở trong, thì nó sẽ xả nhớt để cho nhớt đủ lên bôi trơn ở trên đầu. Cho nên á, cái lúc mà nó xả ở vòng tua cao á, thì nó xả nhớt thì cái cặn nó vẫn qua được cái lọc nhớt. Anh em để ý vấn đề này nha. Là tại sao mình cũng thay lọc nhớt thường xuyên là cũng nằm ở chỗ đó. Ví dụ như cái lọc nhớt racing thì khoảng 10.000 tua hay 8.000 tua gì đó thì nó bắt đầu mới xả nhớt. Khi mà nó qua không kịp nữa thì mới xả nhớt. Còn cái lọc nhớt zin, ví dụ như 6.000 tua thì nó đã qua không kịp, nó đã xả nhớt ở cái lò xo có cái van đó rồi. Đó. Cho nên là mình phải để ý nhớt là cái điều mà dễ bị hư máy nhất. Mình thấy thay nhớt đủ loại nhớt hết, nhưng mà mỗi lần mà thay nhớt không đúng, không đạt thì nó đã hư cái phần nồi nè, và nó đã bị gọi là những cái lớp mạ giống như những cái bít tông của xe cao cấp giống như R1 đời mới, nó có những cái lớp mạ chống mài mòn, chống chày đó, chày xước đó, thì nó bị xước rồi. Và bắt đầu nó, cái phần cơ nó bị xước đó, thì bắt đầu nó sẽ phá rất là nhanh đó. Mà mình nghĩ tôi mới chạy có mấy bữa, gan tí nổ 1.500-1.400 vòng một phút, mình lên ga là 10,000 vòng một phút, mình chạy 1 cây số thì cái máy nó hoạt động biết bao nhiêu ngàn vòng rồi. Mình phải tính tới như vậy đó. Con rắn độc nó cắn mình cái, mình không có chạy đi, mình ngồi đó mình cũng chết, cũng tuần hoàn máu rồi. Thì rắn độc nó cắn mình đó, không, người nào mà càng chạy nhanh, càng hoạt động mạnh thì máu tuần hoàn nhanh thì càng dễ chết đó. Thì cái xe nó cũng vậy, mình nghĩ mình đi mới có 1 cây số nhưng mà cái máy nó hoạt động biết bao nhiêu ngàn vòng trên một phút rồi đó. Phải để ý tới vấn đề đó. Rồi tới dàn chân. Dàn chân thì mình thấy anh em đi bố thắng không đạt. Bố thắng nó sẽ tính theo từng cấp đó. Những cái xe dòng xe giống như xe Nhật cao cấp này, có gia tốc nhanh mạnh, thì thường bố thắng từ sinter trở lên là bố chống cháy đó, cấp bộ sinter trở lên hết. Còn ceramic là chỉ có những cái xe giống như MT03, CB650R, những cái dòng xe thấp cấp, rẻ tiền hơn, thì cái bố sau của nó là bố ceramic, bố trước là được xe sinter. Và sinter nó có nhiều cấp loại sinter nữa nè, nó khác nhau chứ không phải là giống nhau, rất là nhiều cấp bố khác nhau đó. Thì mình chia sẻ anh em vậy, thường xe Nhật trước sau đều là sinter hết đó. Rồi cái sên nhông dĩa trên xe thường á, là cái cấp sên theo xe là cấp O-ring, là cấp cơ bản thấp nhất của một cái dòng sên. Mình bán ra thị trường á thì thường cái cấp O-ring đó là do những cái nhà máy sản xuất xe người ta đặt ở số lượng rất là lớn, và người ta đặt theo cái nhu cầu. Ví dụ như giống như tay ga hay này nọ đó, họ muốn cái xe anh em đi khoảng 10.000 cây là anh em phải thay cộng như sên nó hư, thì họ đã đặt như vậy rồi đó, chứ không phải là họ làm dởm, không phải, họ cố tình làm như vậy để lấy tiền service anh em. Thường một bộ sên nhông dĩa xe mới bây giờ đi 10.000 cây là nó chết mắt, nó xào. Ai mà đi kỹ, bảo dưỡng kỹ là đi được 15-20.000 cây có. Nhưng mà những chiếc xe năm 2000 anh em để ý, bộ sên nhông dĩa đi 30.000 bình thường cũng cấp O-ring đó, do mình đi kỹ. Tại vì những cái xe cũ thì cái bảng sên nó to, nó thường xài là 530 đó. Còn 600 nó là 525, thậm chí cả 532, đúng rồi 532 luôn. Những con xe đời cũ như R6 đời 203 nó xài cấp sên 532 đó. CBR đời cũ nó xài cấp sên 530 đó, anh em thấy cấp sên nó bự thì á, nó chịu được, chịu tải được tốt. Và cái thời đó người ta đặt cái cộng sên cho chất lượng cao hơn để đánh vào những cái thị trường mới đó. Sau này thì họ sẽ rút lại về vấn đề service,
họ với lại chi phí họ cố tình làm chất lượng của cái đồ xe nó thấp hơn để mà mau sửa chữa bảo trì hơn đó. Thì mình bán ra mình dựa theo cái cộng sên Orin trong hãng bán 8 triệu mấy của con Z1000 đúng không, trong khi đó ở ngoài mình bán cộng sên X-Ring với 3 cấp cao nhất hiện tại của X-Ring đó, mới nhất hiện tại của X-Ring với giá là 2.750.000 đó. Tất nhiên là cùng một hãng xe, cái cấp X-Ring với 3 là thế hệ thứ 3, nó sẽ cao cấp hơn cái cộng sên Orin trong hãng bán rất nhiều, rất nhiều luôn, chứ đừng nói chi là nhiều nha anh em. Cao cấp nhất của dòng sên DD nó là ZVMX à, những cái dòng sên này thì cấp 520 nó đã xài cho cái, ủa sao cái lỗ dây thoát nước mà để lên trên này chết, dây thoát nước là phải nhét xuống dưới để cho chảy xuống dưới đất. Đang thấy một ống hơi bắt thường nó nằm dư ra ngoài à, ai đi đường hơi độc thiệt chứ, đường ống xả nước mà đi vắt lên lại cái đuôi sao, anh thấy xịt ra nước đây nè. Rồi đi cái vỏ xe, anh em đi tùy dòng xe, cái dòng xe Next mà đi rát, vỏ rát thuần rát thì chỉ chạy đường thẳng, hạn chế đi cua đó, nó có độ bền cao nhưng mà độ bám khi vào cua thì nó không đạt. Anh em mình không có chê một cái hãng nào cả, mình đang nói ở mức độ về cái vỏ đó nó được sản xuất phù hợp cho cái dòng gì. Ở thường những cái dòng touring sẽ đi rát 5, cái dòng rát để đi đường thẳng nhiều, chịu được cái trọng lượng tải cao và vỏ cứng để mà đi những cái đường xấu nó không bị chém hư vỏ ha. Đó, còn những cái xe mà đi thành phố sẽ đi hoặc là đi đường cua, họ sẽ và theo cái sức mạnh của con xe, cái moment xoắn đó, thì họ sẽ đi cái vỏ cho phù hợp đó. Và thường cái vỏ nó mòn, càng bám đường thì càng mau mòn. Mình đi những cái cấp vỏ mà cao cấp nhất giống như của dòng Dunlop mà để bao đủ bám đường trong cua và đường hỗn hợp thì Alpha 14, còn cái Pirelli thì có cái dòng cho vỏ hỗn hợp mà bám ôm cua và đầy công nghệ nhiều nhất đó, hiện tại đang là Rosso 4 Corsa à, Corsa chứ không phải Rosso 4 nha anh em, Rosso 4 Corsa đó. Rồi hoặc là anh em đi Super Corsa nó sẽ mòn nhiều hơn nữa nhưng mà nó độ bám đường cao hơn nữa, tùy theo dòng xe. Giống như những cái dòng xe mà Triumph, Trident đó, đó. Big Triple đó, zin trên xe nó đi Super Corsa rồi, anh em giờ mang đi dòng rát này như là mình tự hại mình rồi. Zin trên con xe nó đi Super Corsa thì có bèo nhất anh em phải đi để mà cái vỏ nó bền hơn, cứng hơn á, thì anh em đi Rosso 4 Corsa chứ. Đó, bèo nhất cũng phải vậy chứ, tại sao mà lại đi dòng Rat 5 gắn vô con Trident 660 à, những con Triumph đó. Triumph máy, ba máy rất nhẹ và moment xoắn rất cao, rất là mượt, lên ga như mấy con này là xoáy bánh hết, nó đâu có đủ bộ bám đường đâu à, cho nên anh em phải chọn những cái gì cho nó phù hợp cho cái dòng xe của mình, từ nhà sản xuất họ thiết kế ra nó ở thuộc cái dòng gì đó, nó sẽ cái ví dụ như con Z1000 này với lại con Z1000 SX, bản thân nó xài chung sườn, chung gấp, chung máy nhưng mà lửa nó khác nhau, cổ bô nó kích thước bự dài khác nhau luôn, để mà nó phù hợp ở cái giải vòng tua đó, nó sẽ cái giải mà moment xoắn cực đại nó nằm ở vòng tua khác nhau luôn đó, để cho nó phù hợp với cái thiết kế của cái xe, nó cho phù hợp ưu điểm nhất trong ở môi trường như thế nào. Anh em cứ nghĩ là nó giống nhau, không phải, đi những cái đường bô mình thấy nó bự hơn. Rồi nhắc tới đường bô nữa, cái bô, cái cổ xe anh em để ý nè. Cái cổ zin là cái cổ cơ bản nhất trên con xe, thường về anh em bỏ bầu thì anh em bắt buộc tệ nhất là phải đi cái cổ zin. Nhiều anh em đi cái cổ bô titan, giống như xe zin con Z1000 họng nó có 32, họng từ cổ ra cổ 31 cũng được 32, anh em lên 41 nó bự hơn R1 nữa, bự hơn ZX10 luôn.
cái cổ mà bự, cái xong rồi đi ra đây họng xe, họng bô tới 60-65. Trời ơi, anh em nhìn nè, cái cổ bô này đo bao nhiêu, ra qua cái bầu rồi cuối cùng cái cổ chia làm hai, mỗi cổ bao nhiêu, mỗi cổ con Z ngàn kia có 48 thôi. À, lên cao nhất là 51. Nếu mình bỏ bầu đi mà mình đi một bô là mình đi được 55, qua hai bô thì mình đi 51 thôi. Và thậm chí tốt nhất của con Z 1000 là nên đi bô zin, bỏ bầu, đi cổ bô titan thì cũng phải là cổ 31-32 là được rồi, to hơn một ly. Cái titan nó mỏng hơn cái inox bản thân mà nó 31 ly, nó bằng cổ inox thì nó đã rộng hơn inox một ly rồi, một ly đường kính, nửa ly bán kính rồi đó. Cái độ dày nó khác nhau mà. Mình có lên nhiều nhất đi nữa, An Giang nữa cũng là 32. Tại sao mấy cái xe mà nó kêu máy, nó xào máy là do mấy cái đường bô đi bự quá, xe nó la nó không đi, giống như con RMT03 ngoài kia. Trời ơi, cái cổ, cái xe có 300 đi cổ bô con R1, ai nói nó đi được xe, coi lại lớp B, nó đi được là cứ để đi. Mà lên ga thay vì mình lên nhẹ cái là mình chạy, còn cái kia mình lên cái nửa ga nó mới chạy đó. Anh em thấy cái gì cũng được hết mà nó có hại. Cái máy xe này mới thay bô chứ còn thay lâu là cái máy nó như máy chà luôn đó. Những như con bô như này nó còn bô còn bầu nên nè, thì có móc cái bô này cỡ nào đi nữa, nó qua bầu thì nó vẫn đỡ cho cái máy nó không bị xào máy đó. Những cái con xe đầy cũ lý do nó êm ái, cái máy nó ớt đứt bị xào á là do nó còn bầu bô, còn cổ bô zin, chứ động cơ nó vẫn là giống nhau. Từ tới 2021 nó cũng là một cục máy này, một cái sườn này, nó chỉ khác một số về thiết bị điện, hệ thống treo rồi thôi đó. Mình chia sẻ với anh em vậy thì để mà anh em về đó, như xe này thay cái bình như nè, bình này bình 10S 190cc, làm như vậy thì nó ổn định cái xe ha. Đó. Một số cái mà mình muốn nói với anh em khi mà anh em chọn mua xe cũ phải để ý cái điều này, cái bô nó phải chuẩn trước rồi mình đi map phải tăng thêm cái hiệu suất cho xe. Còn mà cái bô mình đi quá bự, rộng quá là đi nó quá sai đi thì cái biên độ xử lý của những cái cảm biến trên xe, khí nạp khí xả nó bị quá giới hạn của nó thì nó bị hụp, bị ngợp. Thì anh em mới đi dyno lại, dyno cái đó mình hỏi những anh chuyên dyno nè, có phải dyno cái đó để làm ngọt cái xe phù hợp cho cái bô không, chứ không phải là hiệu suất. Muốn hiệu suất thì phải đi những cái cấu hình cho nó đúng trước theo cái mình mong muốn, theo hướng đi đó rồi mới dyno để có chiều sâu hơn, tinh chỉnh tốt hơn, tối ưu hóa nó. Chứ còn mà anh em đi xe, anh em mà đi cái bô, nhiều người đi cái bô rộng chà bá, đi lọc gió zin nữa kìa đó, họ không có hiểu và cuối cùng họ phải sử dụng cái con xe nó không có được như mong muốn, và cái thời gian sử dụng tại sao nó mau hư quá là do sự mình đi không đúng bài, không đúng hướng đó. Cảm ơn anh em rất nhiều.